Kính thưa tất cả các bạn, ngày hôm nay thì Hoàng Dũng cùng với hai người bạn ghé thăm hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lê Văn Trung, sinh năm 1972, tên thường gọi là anh Lớn, địa chỉ ở 17/48 Phùng Khắc Khoan, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. Con, nhà này là bà đang bình gì? Bà đang bình phổi. Bà đâu hả? Lâu chưa con? Lâu rồi. Biết chưa là bình tĩnh có về hay sao? Dạ, muốn có tin làm việc nên gì. Tôi không có tin làm việc. Chưa là mẹ làm gì? Dạ, chưa mẹ ở nhà gần cả năm xem. Mẹ làm xem. Con đi học không? Giờ 3 tháng trước đây anh làm nghề chi? Chạy xích lô. Chạy xích lô, mà đi là nghỉ cũng lâu rồi hả? Ngủ, nghỉ xích lô. Thế đâu có nghỉ đó, nghỉ 7 năm. Dạ. Được rồi, cái đấy đâu là 3 năm trước. Dạ. Ngủ đây là... Bà gì? Xong rồi... Bà 2 năm sau đi chứ bị làm. Dạ. Thế chứ là anh có lên Nam Viện không? Có Nam Viện, năm 2 tháng 7 ngày. Giờ hai tháng mấy ngày? Hết tiền. Hết tiền mà chứ có tiền mà bơm họ trả về hay là mình tự về? Trả về, đi về đã qua 2 triệu. Mình đã qua rập mãi mình có tiền. Dạ. 2 ngày đã qua 2 triệu. Cứ 2 ngày là đã 2 triệu mà mình có. Bảo về. Dạ. Có về chứ cũng mấy cái thuốc lá không có. Uống thạc, uống thuốc thôi hả? Lên bệnh viện mà trừ tiền bạc không có mà 2 ngày đóng 2 triệu mới có tiền mà đóng này. Tiền rồi. Xe bạn luôn hả? Xe cầm rồi, 10 triệu. Rồi là cái xe máy nữa là mình phương tiện mình để đi xe lại xe ốm đó, xe ốm phải không? Mà cũng bạn luôn rồi. Cầm rồi. Trời khổ. Cầm xe 10 triệu. Cầm đi nhập viện á. Dạ, nhập viện bao cầm bạn xe luôn. Rồi hè. Anh năm đi đợi đấy. Một tháng luôn. Đi đợi án rồi. Nhà vâng, và đây là cái khu nhà sau của anh Lê Văn Trung, rất là tồi tàn và rất là chật chội. Sự thật đấy là bạn của nhà Nguyễn Văn Trung. Lê Văn Trung. Chứ nó là nhà là mong muốn là có tiền để dập điện lại phải không gì? Chứ nghe anh nói là nhập viện rồi nhưng mà hết tiền nên chưa có tiền đóng, cho nên mà hai ngày là đóng 2 triệu. Cho nên mà họ bắt đóng 2 ngày 2 triệu mà không có tiền. Ngày triệu mà tiền mua bạn được chiếc xe, mua hai chiếc xe cũng phải mua cho chiếc xe để mừng kem mà 27 triệu chứ bạn 11 triệu như mày. Mới qua dịch thì mình đến mình viện ngay rồi hồi cho tiền năm mình viện mà bệnh viện hồn là bệnh gì gì hả? Chủ là bệnh gì hả? Rau là một bệnh gì mà đủ thứ bệnh thế hàng một bao nhiêu ý? Đúng người đúng hoàn cảnh. Chỉ là ông gửi vịt gạo đó, con gửi cho chủ 200 đã đi chờ hàng ngày đó. Dạ. Nó có chỉ được thì ông lên ông giúp. Dạ. Kính thưa tất cả các bạn, và ngày hôm nay thì Hoàng Dũng cùng với hai người bạn đã ghé thăm hoàn cảnh của anh Lê Văn Trung để ghi lại những hình ảnh
để cho tất cả quý vị chúng ta, các mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ một phần nào đó cho anh Trung. Và hôm nay thì Hoàng Dũng cũng không đứng ra để kêu gọi, nhưng mà để địa chỉ của gia đình anh Trung ở đây để tất cả quý vị chúng ta có thể đến trực tiếp và giúp đỡ cho anh qua địa chỉ như thế này. Anh Lê Văn Trung, sinh năm 1972, tên thường gọi là anh Lớn, ở 17/48 Phùng Khắc Khoang, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. Mọi tấm lòng hảo tâm chúng ta có thể liên hệ trực tiếp đến địa chỉ này để giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Trung nhé. Và như vậy là video của Hoàng Dũng xin được tạm dừng ngang đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã cùng đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.